Hôm qua em đi rừng thế này thấy cái bãi này có nhiều quả. Hôm nay em sẽ đi hái nó về và mang sang bán cho những cái người họ được thương lái Trung Quốc đặt mua và bán cho họ. Em sẽ đi hái quả thảo đậu khấu này. Này sẽ bán được với giá 4.000 cân. 4.000 cân. Đây quả này sau khi lấy về thì họ yêu cầu là chỉ lấy những cái quả này thôi. Cái này thuộc họ diều. Đó. Một cân sẽ được 4.000 đồng. Ở đây đã, lấy tiếp. Ôi tiện sẽ lấy mấy quả mây này nữa xem chín chưa. Bên này có thể ươm hạt về trồng cái thành cái cây này. Đó, chưa được. Đó. Cây có cây sai quả và có cây ít quả.
Cái này được khoảng 1 cân, một bụi 1 cân. Tiếp tục phát hiện một bụi nữa. Này là rừng khá là nhiều. Bắt đầu hái thôi. Cái này quả khá to. Cảm giác đi hái quả rừng thích thật đấy.
nhiều quả. Hái xong rồi các bạn, xong bụi rồi. Bên xung quanh này rất nhiều cái cây để gói bánh chưng này. Cây này là cây giang. Bạn nào còn cần lấy thì bảo em nhé. Còn đây là chuối hột rừng hoa đỏ. Cái chuối hột rừng này lợn rất thích ăn. Còn quả thì có giá trị làm thuốc. Nó chỉ mọc ở những khu thung lũng không có đâu. Rồi, thu hoạch này. Giờ lại tách nó ra và cho vào bao rồi lại đi tiếp. Thử xem từ giờ đến một ngày sẽ được bao nhiêu tiền. Quả kia đẹp quá. Tím tím này. Quả này là của khoai lưa đấy. Cây khoai lưa này nhưng mà không biết là lại ăn được hay không. Có một loại hôi lắm. Củ nó nặng khoảng 2-3 cân. Hay thử đào củ lên nhỉ. Thôi hôm nào em sẽ thành nguyên một bởi đi tìm quả này. Hơn chục cân nữa. Đây bán thôi. 11 ký. Qua mở ra xem nào. Mở ra xem hàng có xịn không chứ nếu không rồi. Thấy vậy. Đây, quả thì được rồi nhưng mà vỏ thì vẫn còn nha. Đây. Đấy. Không lấy những cái vỏ này nha. Không lấy vỏ rồi. Không. Thế trừ đi. 10 cân. Rồi. Đây. Cho xuống góc kia. Đây. 4.7 bằng 126.127.000 đúng không? 227 nhân 4.7 bằng 126.127 cộng với lại đi 40.000 bằng 167 để ta đổi cho nó 2 tờ 5 2 tờ 5.